Thaithipon Jutimanon, chủ một nhà hàng ven sông Chao Phraya, đã rất lo lắng vì tình trạng nước dâng gây ngập lụt ở nhiều vùng tại Thái Lan, có thể là dấu chấm hết cho công việc kinh doanh, vốn đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn, một ý tưởng độc đáo đã biến khó khăn thành cơ hội. Thay vì phải đóng cửa vì ngập lụt, nhà hàng của Thaithipon đang tạo nên một làn sóng đáng được quan tâm ở Thái khi vẫn mở cửa đón tiếp thực khách giữa làn nước ngập. Thậm chí du khách còn cảm thấy thích thú với việc tránh những đợt sóng vỗ từ thuyền bè đi qua. Thật thú vị và vui vẻ đối với tôi, chúng tôi đang ngâm và ngâm mình trong nước cùng một lúc. Không, thực sự tôi không cảm thấy sợ hãi chút nào, đó là một thử thách thú vị. Video về trải nghiệm ăn uống độc đáo này đã được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm. Thực khách ngồi trên những chiếc ghế ướt đẫm nước, thưởng thức đồ ăn ngon và trông họ thực sự rất sảng khoái. Điều tôi nghĩ là khủng hoảng đã biến thành cơ hội. Thực khách không chỉ yêu thích bầu không khí và món thịt lợn nướng BBQ ngon tuyệt, mà họ còn thích khung cảnh hoàng hôn trên sông Chao Phraya. Lũ lụt đã trở thành một yếu tố độc đáo và mới lạ. Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì họ đã yêu thích. Công việc kinh doanh của Thaithipon buộc phải tạm dừng trong thời gian dài vì những hạn chế của đại dịch COVID-19, và lần này ý tưởng sáng tạo đã giúp nhà hàng vượt qua lũ lụt.